ta là một quả penalty. Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đứng trước bóng ở trong cú đá penalty này. Tôi thấy là Quang Quế Ngọc Hải thậm chí đã bị bầm mắt. Lấy hết sự tập trung. Quang Hải và một trận đấu không hề dễ dàng, một thời khắc có rất nhiều sự căng thẳng, nhưng Quế Ngọc Hải đã cực kỳ lạnh lùng để đánh bại thủ môn đối phương. Cặp song Hải đang giang về cho chúng ta lợi thế dẫn bàn. Quang Hải và bây giờ là Quế Ngọc Hải với một sự lạnh lùng xuất sắc. Và cả hai đều đến từ những tình huống cố định. Một nhịp lừa thủ môn đối phương và cái cách mà Quế Ngọc Hải gia tăng cách biệt thực sự là cho thấy cầu thủ mới ngày nào năm 2016 còn khóc sau trận.